Xin chào cả nhà. Hiện tại Nam đang có mặt tại chợ Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận nha cả nhà. Thì hôm nay Nam có dịp sẽ chia sẻ với cả nhà về một ngôi chùa cổ nha. Và đây chùa của đồng bào người Hoa và người dân Ninh Thuận, được xây dựng từ miếu ông Quan Công cả nhà. Thì theo như là những cái thông tin Nam tìm hiểu thì ngôi miếu này có từ năm 1831 nha cả nhà. Thì có ngôi miếu ở thờ Quan Công rồi, sau đến năm 1909 thì bắt đầu là xây dựng ngôi chùa. Tính đến hiện tại thì ngôi chùa đã cũng gần 200 tuổi cả nhà. Tổng thể thì ngôi chùa được chế tác từ gỗ quý ha, và mái thì là mái ngói, được kiều bào người Hoa và cả cộng đồng người Việt tại Phan Rang xây dựng và bảo dưỡng trùng tu. Tới hiện tại thì Nam thấy mọi thứ vẫn còn rất là đẹp và giữ được một nơi rất là tôn nghiêm. Vào những cái dịp rằm thì mọi người kiều bào các nơi từ trong nước và nước ngoài về đây để cúng và cầu bình an. Nam được biết thì ngôi chùa sẽ cúng bằng trái cây hoặc là cúng mặn nha cả nhà. Và chúng ta sẽ đến đây cầu bình an cho gia đình cũng giống như những kiều bào người Hoa, họ cũng về đây để gìn giữ lại những cái nét văn hóa gần 200 năm rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào bên trong để tham quan ngôi chùa nha cả nhà. Thank you.